Hello các bạn nha, chào mừng các bạn quay lại với kênh CBBS Automation. Thì hôm nay tôi làm một cái video để chia sẻ cho các bạn chương trình BC lập trình sử dụng GraphQL Seven, nghĩa là lập trình theo cái quy trình. Đấy, thì đây là một cái quy trình, đây là quy trình unloading từ xe bồn vào cái bồn chứa. Đây là các bước thực hiện này. Bước đầu tiên là khởi tạo. Rồi, thì khi vào bước khởi tạo thì người vận hành chọn chế độ auto thì mới vào đây được. Sau khi chọn chế độ auto là người vận hành sẽ qua cái bước S2 là chọn boom và tăng. Đó, thì người vận hành chọn boom và tăng trên màn hình cảm ứng hoặc là trên SCADA thì nó sẽ nhảy qua bước số 3. Bước số 3 là người vận hành check lộ trình, nghĩa là khi chọn bung và tăng xong rồi á, là cái lộ trình nó sẽ sáng lên, lộ trình đường đường ống á, nó sẽ chuyển sang màu xanh chẳng hạn. Confirm. Confirm rồi tiếp theo là check cái loại chất lỏng. Cái loại chất lỏng nhập người vận hành nhập cái loại chất tên loại chất lỏng vào, nếu như bằng cái loại chất lỏng mà đã lựa chọn thì sẽ qua bước tiếp theo là check điều kiện. Đấy, thì đây là những cái điều kiện của nó này. Rồi sau khi đủ điều kiện thu bình van lên, mở van. Đó, mở van trong bước này thì sẽ thực thi mở cái van ra. Rồi khi có tín hiệu mở van feedback về thì và bước confirm ready, sẵn sàng hệ thống. Đó. Xác nhận là đã sẵn sàng. Và bước là nhấn nút start boom. Sau khi nhấn nút start boom sẽ tiến hành start boom. Đó. Start boom rồi. Khi mà boom đang chạy, nếu nhấn nút stop hoặc là không thỏa những điều kiện này sẽ qua bước là stop boom. Stop boom thì sau khi boom dừng và cái lưu lượng nó báo empty thì sẽ chuyển qua bước đóng van và kết thúc quy trình nhé. Thì đây là một cái quy trình unloading, là một cái function block sử dụng cái ngôn ngữ lập trình là Graph và dạng quy trình. Rồi trong đây sẽ là một cái khối FC là chương trình con để gọi những cái function block này ra. Thì cái quy trình unloading từ xe bồn đến tăng tăng chứa thì nó có nhiều line, thì đây là tất cả các line của nó này. Sử dụng chung một cái function lock này cho tổng cộng là 20 line từ xe bồn vào các cái tăng chứa, có nghĩa là xe bồn thì qua thông qua hai con bơm vào 10 cái tăng, thì tổng cộng là hai bơm 10 tăng thì nó sẽ có 20 line. Đấy. Đây là 20 này. Rồi bây giờ mình chạy thử một line là từ con bơm B110 thông qua cái van XV101A1 và nạp vào cái tăng là T101A. Đặt mô phỏng lên.
Rồi, trong khi chờ đợi thì quảng cáo đôn đáp về công ty CVBS là chuyên cung cấp những cái sản phẩm dịch vụ là tủ điện điều khiển phân phối, tủ điện điều khiển các hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý nước sạch, các loại tủ điện điều khiển và phân phối, chuyên nhận lập trình hệ thống PLC HMI SCADA, thi công lắp đặt hệ thống điện, cải tạo nâng cấp hệ thống tủ bán điện cũng như là hệ thống tự động hóa, cung cấp các cái gói đào tạo về tự động hóa và thiết kế tủ điện. Đặc biệt ở đây có hai khóa là khóa tự động hóa với PLC 7002 online, học qua video quay sẵn, thì trong quá trình học trả lời thắc mắc qua Zalo. Ở đây có 6 phần, từ phần cơ bản, cài đặt biến tần, cài đặt servo, thiết kế HMI, thiết kế hệ thống SCADA, BC nâng cao, hoặc là tham gia khóa thiết kế tủ điện online. Học qua video quay sẵn nha các bạn. Và trong quá trình học thì các bạn có thắc mắc gì thì hỏi qua Zalo nhé. Hiện tại combine nó bị lỗi, số đây. Tại tên một số function một số khối FC bị thay đổi cho nó báo lỗi bay lần. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào cái nút monitoring lên để giám sát trạng thái. Chúng ta sẽ bung cửa sổ này lên. Rồi, chúng ta nhấp nút vào đây để coi cái function log bên trong. Chẳng. Đấy, hiện tại thì mặc định ở chế độ auto cho nó nhảy qua cái bước select bên mình tay này. Đã mặc định ở chế độ auto. Còn khi mà người vận hành bật main thì nó không vào đây được. Rồi bây giờ tiếp theo là qua cái bước hai là select bơm mạch tăng, thì người vận hành sẽ kích chọn trên giao diện của mình cảm ứng hoặc là trên SCADA con bơm này để cho nó 1 x 1, 1 nó sẽ qua bước tiếp theo là check routine. Thì khi đó là cái đèn rút tin từ bơm và đến tăng này nó sẽ sáng lên.
ao ra này. Lúc trên highlight này đang ao ra chưa rồi. Rồi confirm, vừa hình confirm trên màn hình cảm ứng hoặc là trên Scada. Lúc trên confirm. Và bước chết loại chất lỏng thì chất lỏng lựa chọn này là mặc định là tô luôn. Giờ mình sẽ nhập vào nhập vào vào đây, gõ vào chữ tô luôn. Ok, đó, nó sẽ nhảy qua bước chat điều kiện. Rồi, khi đủ các điều kiện, thứ nhất là F and G condition. Còn này là 1. Một thì nó sẽ vào đây. Rồi, cái bước là just round thì một trong hai lần này lên on. Thì đây là ngõ vào, do đó là mình muốn chạy mô phỏng á. Cho lên một không được đâu. Để mô phỏng thì mình phải bật cái Split Tool Project View lên. Đó thì công ty CBBS là chuyên cấp các tủ điện điều khiển hệ thống, đặc biệt là các hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý nước sạch hoặc là hệ thống tái sử dụng nước thải nha, hoặc là chuyên nhận các gói lập trình UC SCADA này. Rồi bạn vào C-table này, bạn vào C-table 1. Đấy, bây giờ mình muốn cái ngõ vào nào tác động lên 1 thì mình nhập địa chỉ vào đây. Ví dụ như là cái món I6.5 lên 1. Ta sẽ hơi cái nhỏ, này nè. I6.5 cho lên 1. Đó, 6.51. Hiện tại là cảm biến mực nước là chưa cài đặt ở chưa đặt cái cảm biến mực nước của cái tăng này chưa lên ai hay.
Đây chính là cái này. Mình sẽ tìm tới cái miếng này. Đây là cái mức mức 22 đang cài bằng 0. Đâu lên 4.5 nữa. Đấy, để cho cái mức nước hiện thành nó nhỏ hơn mức 22 setboy. Rồi, đây vào nó vào trong chất điều kiện rồi nè, qua bước mở van này. Mở van thì cái ngõ ra van out này nó sáng. Nào lên một. Ở đây mình đã cài cái thực thi lệnh này là xếp cái van out lên một. Đó, thì tương tự như vậy, các bước còn lại cũng vậy nhé. Thì đây là lập trình kiểu Grab của Siemens, lập trình theo từng bước một bước này đó. Quy trình mình là bao nhiêu bước thì mình thể hiện nó đây, hết bước này qua bước khác, rồi trong cái bước đó thì nó thực thi câu lệnh gì và khi gặp điều kiện gì này thì nó sẽ nhảy qua bước tiếp theo thì nó dễ cho mình kiểm soát. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn có nhu cầu về tủ điện điều khiển hệ thống hoặc là thiết kế lập trình hệ thống thì vui lòng liên hệ đến công ty CBBS để được tư vấn và hỗ trợ. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.